bão cộng đồng mạng. Gần đây, đoạn video về bốn chú khỉ đột đang trú mưa dưới mái hiên của sở thú Riverbanks, thuộc miền nam bang Carolina, Mỹ đã thực sự gây bão cộng đồng mạng trên toàn thế giới. Theo diễn biến được ghi lại, khi một trận mưa như chút diễn ra, gia đình khỉ này đã vô cùng lo lắng vì sợ bị ướt, lần lượt từng con cẩn thận xem xét tình hình trước khi men theo góc tường di chuyển đến địa điểm khác với phong thái, y như con người. Đoạn phim đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra rất thích thú trước sự thông minh, cùng với biểu cảm lo lắng khi tìm nơi trú mưa của những chú khỉ. Milo Anderson, một nhân viên của sở thú Riverbanks cho biết, gia đình khỉ đột này rất thích khô giáo Khi trời mưa, chúng thường nhanh chóng tìm kiếm một nơi an toàn để tránh bị ướt. Theo tìm hiểu, khỉ đột là một loài linh trưởng sống chủ yếu trong rừng rậm ở Châu Phi. Bên cạnh đó, DNA của chúng giống của con người đến 98-99% do đó loài vật này có họ hàng rất gần gũi với chúng ta và chỉ sau hai loài tinh tinh thảo vì theo n